Tôi nhớ nhất là cái khoảnh khắc mà bé nó bắt đầu nó tỉnh lại á, và bắt đầu mà tụi tôi chuẩn bị rút ống cho bé đó. Do đó khi mình rút máy thở ra mình cũng rất là hồi hộp, nhưng mà sau khi mà mình rút ra rồi mà bé nó thở tốt á, mình rất là vui, rất là hạnh phúc. Với sự thay đổi về sinh lý rất là lớn, và chúng ta chờ đợi cho cái sự thay đổi này nó phục hồi, nó dần dần trở lại. Cái thứ nhì nữa là chúng ta dùng một phần cái ruột của bé Trúc, bé Diệu, chúng ta đưa qua cho bé Trúc. Như vậy vô hình đây là một cái cuộc gọi là giống như là một ghép tạng đồng thập tử đó. Thì chúng ta đưa cái ruột này qua cho bé Trúc, thì như vậy nó ít nhiều nó cũng gây một cái phản ứng. Đầu tiên là phản ứng viêm, chính vì vậy cho nên giai đoạn hậu phẫu mình phải theo dõi. Xin thưa với các đồng chí rằng là trong y văn thì cái số ca này không nhiều, chiếm 6%, khoảng chừng 10 ca trở lại, và tỷ lệ thành công của người ta chỉ có 70-75%. Và cái nguyên nhân là thường rơi ra một cái chuyện người ta cũng chưa thấy rõ, nhưng mà lần trước ấy, có một cái trường hợp rất giống của mình, người ta cũng mổ như vậy, người ta cũng cắt đôi ruột mà người ta nói lại luôn tích cực. Lúc nãy hai bé vẫn còn phải thở máy để mà đi giảm đau, bởi vì cái vùng mổ nó lớn như vậy bé rất là đau, mà cho thuốc giảm đau nhiều vào thì bé lại không thở được, do đó phải có hỗ trợ bằng máy. Và cái nguy cơ nhiễm trùng rất là cao, chúng ta kéo dài cuộc mổ. Toàn bộ cái chi phí phẫu thuật thì cũng xin thưa là từ lúc bé sinh ra đến bây giờ thì bệnh viện đã hỗ trợ để mà nuôi lớn bé lớn lên, và cũng quyên báo cho gia đình, phải báo cho các đồng chí lãnh đạo biết rằng hiện giờ cái tiền mà mình quyên góp mạnh thường quân cho bé là đã gần 2 tỷ đồng. Do đó là bệnh viện cũng sẽ cố gắng dùng cái tiền này để mà nuôi dưỡng hai bé, đồng thời còn sau đó thì sẽ kết toán lại, còn lại phần này sẽ trao lại cho người nhà để mà tiếp tục mà nuôi bé, hỗ trợ cho những ngày về sau. Tới giờ phút này thì phải nói là chúng tôi đã hoàn tất cái ca mổ tắc dính song sinh cực kỳ hiếm này. Hai bé an toàn qua cái cuộc phẫu thuật, mọi cái sinh hiệu của bé đều ổn định và tất cả mọi cái diễn tiến đều là thuận lợi trong cái cuộc phẫu thuật.
cái quá trình điều trị của bé là một quá trình điều trị lâu dài. Trước mắt là trong cái giai đoạn hồi sức này, trải qua một cuộc mổ dài như vậy thì có quá trình hồi sức về nhiễm trùng sau mổ, về tất cả những cái điều biến cố có thể xảy ra, thì đó là cái điều mà chúng tôi phải lưu ý. Đó là cái thời hồi sức ngắn, nhưng mà trong cái giai đoạn sau đó thì tiếp tục, như các anh chị biết là để tái tạo cái đường tiêu hóa, tái tạo đường tiết niệu, để khép lại khung chậu, thì các bé vẫn hiện giờ vẫn có hậu môn tạm được dẫn lưu bàng quang ra da, thì tất cả những cái đó thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật lại trong vòng 3 tháng nữa, khoảng 3 tháng cống dẫn lưu thì rút trong vòng 1 tuần, còn các cái đường tiêu hóa thì sẽ đóng lại cái hậu môn tạm sau 3 tháng nữa. Thì đó là cái dự đi cái hậu phẫu ngắn. Còn trong cái điều kiện dài hơn là chúng tôi sẽ phải tập vật lý trị liệu, điều chỉnh như thế nào để cho bé còn mới 13 tháng, bé còn lớn lên, còn đi lại, và một cái tương lai dài nữa, đây là hai bé gái, còn cái chuyện là sinh con đẻ cái về sau nữa. Do đó cái này thì chúng tôi cả một cái quá trình tiếp tục theo dõi và điều trị cho bé tới lúc 18 tuổi, khi mà cái bé trưởng thành.